Vâng, xin chào mọi người, lại là mình đây. Và hôm nay thì mình mời mọi người cùng mình đồng hành qua toàn tuyến đường Đông Kỳ 2 mọi người nhé. Và video trước thì mình đã có cái video quay cập nhật cái tình hình hiện tại của cầu Giao 1 và toàn tuyến đường Lạch Tray cho mọi người rồi. Hôm nay thì chúng ta cùng đi toàn tuyến đường Đông Kỳ 2. Hôm nay thì mình sẽ di chuyển qua cái toàn tuyến đường Đông Kỳ 2 này để xem hiện tại như thế nào mọi người nhé. Vâng, như mọi người đã biết thì đây là cái dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Đông Kỳ 2 giai đoạn 1 từ ngã tư Nguyễn Bình Khiêm Văn Cao và cho đến đường Lê Lợi. Và mình đang di chuyển tại đường Lê Lợi đi vào đường Đông Kỳ 2 mọi người ạ. Và đây là cái tuyến đường ven hồ An Biên. Và dự án đường Đông Kê 2 này thì có chiều dài là 1,97 km, gần 2 km mọi người nhé. Và mặt cắt ngang là 25m, trong đó thì mặt đường xe chạy là 15m, vỉa hè mỗi bên rộng 4,5m. Và tổng mức đầu tư cho cái dự án này là 1.340 tỷ đồng. Và chúng ta đang được di chuyển trên tuyến đường Đông Kê 2 và bên phải đây là chính là hồ An Biên mọi người nhé. Và video trước thì mình đã có cái video mà đi toàn cảnh cái vào đường vòng hồ An Biên này cho mọi người cùng xem từ nút giao Lạch Tray và mình đi ra đến cái chỗ ngay trước mặt mình đây là cái nút giao với đường Đông Kê 2, đường vòng hồ An Biên mọi người ạ. Và hiện tại thì trước mặt chúng ta đây sẽ là cái lối ra đường phố Cấm mọi người nhé. Vâng, trước thì mình di chuyển từ Lạch Tray và đi vòng một vòng hồ An Biên ra cái chỗ này đây. Hôm nay thì chỗ này đã bị bịt cống rồi. Và trước thì ở đây có khá là nhiều rác thải đổ ở đây rất là bừa bộn luôn và cây mọc um tùm. Nhưng hôm nay thì mình đã thấy dọn dẹp rất là sạch sẽ. Rác thải cũng đã được thu dọn rồi mọi người ạ. Và người ta chắn hai cái ống cống vào đó để không cho các xe chở vật liệu đổ trộm ở đây mọi người ạ. Rất là mất mỹ quan luôn. Và mọi người có thể xem cái video trước của mình đi cái đường vòng hồ An Biên này, mọi người có thể thấy được cái cảnh nhớp nháp và cũng như là rác thải ở đây rất bừa bộn đây. Vâng, ở chỗ này thì là đang được đốt đây, đốt những cái rác này, cũ ấy mọi người này. Ở bên trái chúng ta đây là cái nút giao với đường Đông Kê 1 mọi người nhé. Và trước khi mà chưa có cái tuyến đường Đông Kê 2 này thì chúng ta phải di chuyển đường Đông Kê 1 để di chuyển ra đường Lê Lợi mọi người ạ. Và chúng ta phải đi ra ngõ Cấm mọi người nhé. Và hiện tại thì chúng ta di chuyển đường Đông Kê 2 này từ đường Nguyễn Bình Khiêm hoặc là An Đà, chúng ta di chuyển về đường Lê Lợi rất là thuận tiện rồi. Đến cái nút giao Lê Lợi thì chúng ta bắt buộc phải rẽ về phía hướng về ngã tư Thành Đội mọi người nhé, vì cái đoạn này không phải là hai chiều đâu. Và chúng ta muốn quành về ngã 6 Cát Bi thì chúng ta phải đi ra đường Đông Kê 1 để chúng ta rẽ về phía phố Cấm ấy, thì chúng ta sẽ ra được đường Lê Lợi để chúng ta quành ra ngã 6 Cát Bi nhé. Và hiện tại thì vẫn là cấm ô tô mọi người nhé, chỉ hai chiều với xe máy thôi, ô tô vẫn là cấm. Và hiện tại thì mọi người có thể thấy được cái tuyến đường Đông Kê 2 này sau một thời gian được hoàn thiện thì tất cả những nhà cửa ở bên này ở hai bên đường thì bắt đầu là xây dựng rồi mọi người ạ. Vâng, chúng ta mỗi khi mà có một cái tuyến đường mới mở ra ở đâu đó giải phóng mặt bằng thì chúng ta cũng phải cần ít nhất là 1 năm trông mới đẹp được mọi người ạ. Còn đâu không thì phải cần đến 2-3 năm. Nhưng mà cái tuyến đường Đông Kê 2 này thì mình nghĩ là phải cần lâu hơn đấy mọi người ạ. Không như cái tuyến đường Hồ Sen đâu. Tuyến đường Hồ Sen trước đây thì sau khi đã được hoàn thiện tuyến đường ấy thì hai bên nhà trông rất là nhấp nháp nhưng mà chỉ sau 1 năm thôi. Bây giờ quay lại thì mọi người có thể thấy là cái tuyến đường Hồ Sen rất là tấp lập và sầm uất luôn mọi người ạ. Còn cái tuyến đường Đông Kê 2 này mình nghĩ là khá là lâu, tại vì là cái tuyến đường Đông Kê 2 này không thể nào sầm uất và không nằm ở ngay vị trí trung tâm thuận lợi như cái tuyến đường Hồ Sen được. Cầu vượt ngã năm cơ điện sẽ được khởi công vào tháng 12 năm nay. Và mình cũng đang ngóng chờ cái dự án này được khởi công để cập nhật tình hình cho mọi người cùng xem. Vâng, và xây cầu vượt ở ngã năm cơ điện nối từ đường Tôn Đức Thắng sang đường Nguyễn Văn Linh là khá là hợp lý mọi người ạ. Và rất là cần thiết lúc này, mình đã có rất là nhiều những video đi qua đó để quay cho mọi người cùng xem rồi đấy. Tình trạng mà tắc đường và chờ đèn đỏ thì khá là lâu. Cái tuyến đường như là Máng Nước đi ra và đường Nam Cầu Bính ấy, đi sang ấy, để chờ đèn đỏ khá là lâu. Những 100 giây cơ và chúng ta chỉ có 20 giây để di chuyển thôi. Và nhiều khi là chúng ta chỉ đi được vài xe ô tô thế này, chúng ta lại phải chờ đèn đỏ tiếp rồi. Nên mình đi cái tuyến đó mấy lần đi ô tô ấy thì phải chờ đến 4 cái đèn đỏ mới qua được mọi người ạ. Vâng, và chúng ta tiếp tục di chuyển ra cái nút giao An Đà như mọi người nhé. Ngay phía trước chúng ta kia thôi là chính là cái nút giao An Đà. Và ở bên trái chúng ta đây là cái trường tiểu học Đằng Giang mọi người nhé. Và mình đã thấy xa xa là rất nhiều xe ở đây rồi. Phụ huynh đón con ở đây mọi người ạ. Và tầm này đã là tầm gần 11 giờ trưa nên là các xe phụ huynh đón con ở đây rất là đông. Mọi người có thể thấy này, rất kín luôn cái cổng trường rồi. Và phía trước chúng ta là cái nút giao với đường An Đà. Và ở đây thì có biển đèn tín hiệu mọi người nhé. Mặc dù chưa được bật đâu. Trước sau thì sau này ấy, mật độ giao thông ở đây cao lên thì họ sẽ bật đèn tín hiệu ở đây để giúp cho giao thông thông thoáng hơn. Và cái tuyến đường này thì cũng giống với cái tuyến đường Hồ Sen. Ở cái nút giao Hồ Sen thì có cái nút giao Chợ Hàng mọi người ạ. Ở đây thì có nút giao An Đà. Nhưng mà nút giao Chợ Hàng thì không có đèn tín hiệu. Và ở đó thì ngay trước đó chỉ mấy chục mét thôi thì có cái đèn tín hiệu ở ngay nút giao cầu vượt Nguyễn Văn Linh.
nên là nếu mà có thêm cái nút giao ở phía chợ hàng mà có đèn nữa thì chắc chắn thì ở đó sẽ thường xảy ra ùn tắc. Và hiện tại thì nhiều khi là cũng đã rất là ùn tắc rồi mọi người ạ. Và chúng ta có thể nhìn bên phải đây là cái trường đại học y mọi người nhé. Xe xúc ở đây mình thấy khá là nhiều và hiện tại thì cũng đang triển khai cái hình như là hệ thống thoát nước hay là cấp nước gì đó mọi người ạ, trôn khá là nhiều các ống cống dọc gần cái rìa cái tường bao kia. Và ngay trước mắt chúng ta kia thì đang là hướng ra cái nút giao đường Nguyễn Bình Khiêm, và ở bên kia đường thì chính là cái đường Văn Cao mọi người nhé. Và nhiều bạn hỏi mình là có thông sang đường Văn Cao không, hiện tại thì chưa thông đâu mọi người ạ. Và ở cái nút giao này khá là rộng, mọi người có thể thấy là nút giao này khá là rộng luôn, ở cái chỗ nút giao này nó phình ra rất là rộng luôn mọi người ạ. Nếu mà làm cái ngã tư ở đây thì chắc chắn phải có đèn giao thông. À, khi đó thì cái tuyến đường Nguyễn Bình Khiêm này các phương tiện scooter ấy đi từ cầu Lạch Chay xuống sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng khi mà chờ đèn quá là lâu và cũng dễ bị tình trạng là tắt đường với mọi người. Thế là hiện tại thì chưa hệ thông ra đường Văn Cao đâu. Sau này như thế nào thì mình không biết. Cũng có thể là sẽ có một cái cầu vượt nào đó bắc qua đây. Ở kia là 3-4 cái tòa nhà của Hoàng Huy mọi người ạ, rất là đổ sụp luôn ở ngay cái chân cầu vượt Lạch Chay này. Mọi người xem video thì cũng đừng quên like, đăng ký kênh ủng hộ mình nhé, để mình có thêm động lực đi quay video mới cho mọi người cùng xem. Và bạn nào muốn mình quay tuyến đường con phố nào thì mọi người có thể để lại comment ở phía dưới, mình sẽ lưu ý và mình có thời gian mình sẽ đi quay để gửi tới mọi người cùng xem luôn. Chúng ta đang được tiến ra cái nút giao gầm cầu vượt Lạch Chay mọi người nhé. Giờ mình sẽ rẽ ra về hướng cầu Rào mọi người ạ. Và bây giờ thì mình cũng xin phép được dừng video lại tại đây. Hẹn mọi người ở video sau mình sẽ quay trở lại với những hình ảnh mới nhất của Hải Phòng để gửi tới mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.